clip này thì mình sẽ giới thiệu về con Zoroark của mình sau khi đã lên full ZMU. Hiện tại thì nó đang chỉ còn 827.000 lực chiến thôi, tại vì là các đồ của nó thì mình đã lắp trở lại cho các con Kyogre, Mega với cả Rowlon rồi, ngay cả đồ của nó sử dụng cũng vậy. Mặc dù đồ này nó tăng ít lực chiến hơn cái món cuộn giấy này 846 này, nhưng mà cái nắm đấm này nó mang lại rất là nhiều lợi ích dành cho Zoro, bởi vì nó cộng thêm hiện tại đang là 15% song công và 15% tỷ lệ bạo kích, 20,5% sát thương bạo kích, và nó sẽ được cộng dồn khi mà Zoro không bạo kích. Do đó mặc dù là ít lực chiến hơn so với cuộn giấy nhưng mà mình vẫn khoái sử dụng cái món đồ là găng tay đấm bốc đấy hơn. Zoro, mình lên được full ZMU rồi. Thì như các bạn thấy đây chính là ZMU. Mình đã lên được đến tại cổng 6 rồi, về sau nó sẽ mở thêm đến cổng 7 và cổng 8 nữa. Nếu như trong trò chơi Digimon cùng hãng với nó hoặc là trong cái Quyền Vương 98 có vậy, thì những Pokemon hay là Digimon hay là nhân vật của bạn mà khi lên đến bậc 8 thì có thể nâng cấp được thêm chỉ số và bậc của nó. Ví dụ như là trong bộ game Digimon cùng hãng, tư chất 16 chẳng hạn, về sau lên được tư chất 16 cộng hay là 17 nhờ cái cổng 8 của cái sự tính năng này. Thì không biết trong này thì về sau S này có lên được thêm thành S gì đó nữa không, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ mạnh hơn ở cổng 7 và cổng 8. Khi lên ZMU của nó thì bộ skill của nó ở ZMU cũng không phải là quá tốt, chỉ đúng cái phần cuối này chẳng hạn, đó là bây giờ đòn ulti của nó mà đánh lên địch ấy, nó biến hóa thành địch đó thì nó sẽ được cộng thêm một lượt nữa, bây giờ thành hai lượt, cái đấy là lợi này, hoặc là cái nội tại của nó cứ mỗi lần nó biến hóa thì nó lại cộng thêm 10% SP Attack vĩnh viễn, được cộng dồn đến 5 lần. Tức là ngay vừa đầu trận nó đã có biến hóa thành một địch thì nó đã cộng 10% SP Attack rồi. Zorak là một Pokemon rất là thú vị. Nếu mà các bạn mà chơi nó với cả đi một đội hình bên địch mà có S cộng tốt chẳng hạn, thì Zorak nó cũng sẽ biến thành một S cộng đó và thừa hưởng kỹ năng của nó. Việc ZMU của Zoroark nó không có quá nhiều hiệu ứng, nhưng mà quan trọng hơn đó là khi các bạn đã nâng lên được ZMU của Zoroark rồi mà các bạn biến hóa thành địch chẳng hạn, địch thì ở dạng như là 4 sao mạnh nhất chẳng hạn, thì bây giờ bạn Zoroark bạn biến thành địch đó thì bạn sẽ thừa hưởng đó là kỹ năng của 11 sao, 8 sao và thừa hưởng luôn đó là kỹ năng của ZMU địch đó luôn. Do đó ZMU của Zoroark ngoại trừ là nó biến thành địch đó, nó còn thừa hưởng ZMU của địch đó. Cho nên cái ZMU của bình thường của Zoroark không có quá nhiều đáng kể, nhưng mà cộng thêm của địch nữa thì cũng sẽ rất là nhiều hiệu ứng. Ví dụ một trận đấu như thế này chẳng hạn, bên địch là con Mega Rayquaza mạnh nhất, nhưng các bạn biết rồi, ở bản tiếng Anh các bạn nhiều người đã sử dụng con Mega Rayquaza bằng Zoroark. Ở đây Mega Rayquaza vừa tạo ngay cái khiên gió cho toàn bộ Pokemon hệ bay của bên bạn, đó chính là ZMU của Mega Rayquaza. Thì Zoroark biến thành cũng đã có luôn được cái hiệu ứng ZMU đó. Và cái tốt hơn nữa, nó có hiệu ứng lốc xoáy của ZMU như các bạn thấy nữa. Và cái khiên của Mega Rayquaza nó rất là nhiều hơn ngày trước. Nhận thấy một con Mega Rayquaza hàng phách nhưng mà rất đánh rất là mạnh. Và nó còn có khả năng đó là đánh ké nữa. Đó chính là ZMU 4 của Mega Rayquaza có khả năng đánh ké. Thì con Zoroark hàng phách của mình đánh cũng rất là tốt đấy. Đó chính là ZMU của Mega Rayquaza về sau các top rất là thích xài, chính là khả năng đánh ké như thế này. Thì bạn sở hữu Zoroark full ZMU thì cũng coi như là bạn sẽ đang sở hữu con mạnh nhất của bên địch cũng có ZMU đó rồi.
con Zelra này mạnh nhất này thì mình cũng sẽ kích hoạt được, đó là biến thành con Zelra. Với Zelra của mình thì là Zoroark nó đã hóa Zmu rồi, thì tức nghĩa nó sẽ tạo được đến ba cái bóng, à, một cho chính nó và hai cho Pokemon khác. Cho nên mình mặc dù của mình mặc dù là hàng fake nhưng mà nó vẫn có được cái hiệu ứng tốt của Zmu, và kèm theo nữa là mình có hiệu ứng 11 sao của con Zelra này rồi. Tức nghĩa là mình sẽ đánh và mình sẽ hóa cùng với cái bóng của mình trở thành một người điện. Đó là tác dụng của 11 sao Zelra này. Như bạn thấy là thành người điện rồi. Cái bóng này nó sẽ có tác dụng là đánh địch trước khi địch đánh mình. Một trận đấu quá là nhiều bóng. Hoặc là khi mình sẽ hóa thành con Hoopa của bên địch và đi kèm với hai hệ bóng tối của mình, thì vừa vào trận mình sẽ nhốt ngay một con có máu cao nhất của bên địch vào trong cái vòng và sẽ triệu hồi ngay Zmu, đó là hai con Latios Latias đánh địch. Mình cũng đang có Hoopa mà 12 sao và full Zmu cơ. Thêm quả vừa rồi nữa mình lại ulti được luôn, chết luôn con Son Galar bên kia rồi. Như bạn thấy đó là cái Zmu của đi kèm với Zoroark lại rất có lợi. Bây giờ Zoroark khi có Zmu rồi thì lại kèm thêm các hiệu ứng khác của địch nữa, không chỉ riêng đó là cái tính năng ở các kỹ năng bình thường của địch. Và cứ khi địch chết bên mình ít hơn bên địch thì mình lại Hoopa nó lại triệu hồi cặp đôi Latios Latias tiếp.